Liên quan đến bệnh nhân nữ ở tỉnh Hải Dương được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã rà soát được 2 trường hợp tiếp xúc gần diện F1, 34 trường hợp F2 và ngay lập tức, ngành y tế và thị xã Mỹ Hào đã triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 2 trường hợp F1 là 2 vợ chồng ở thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, đi tiễn F0 là bệnh nhân nữ sang Nhật Bản tại sân bay Nội Bài ngày 16 tháng 1. 4 trường hợp F2 tiếp xúc với 2 trường hợp F1 này là bố, mẹ và 2 con nhỏ. Cả 6 trường hợp này đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều ngày 27 tháng 1, cả 6 kết quả xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Yêu cầu cách ly 6 trường hợp gia đình của F1 lên trung tâm, sau đó thì phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà và hàng xóm. Đấy. Và yêu cầu các trường học là cũng có nơi mà có các cháu thì tạm ngừng các cháu đi học mà liên quan đến trường hợp F1 là tạm ngừng và để phun thuốc khử khuẩn. Sau đó thì Trung tâm Y tế xã cùng với Ban Chỉ đạo xã về làm việc tại xã Xuân Dục, yêu cầu tuyên truyền vận động người dân tham gia cùng phòng chống dịch. Đến thời điểm này, sức khỏe của 6 người đều bình thường. Ngoài 6 trường hợp trên, qua rà soát cũng phát hiện được 34 trường hợp F2 và 52 trường hợp F3 là công dân xã Xuân Dục và một số xã lân cận. 34 trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F3 đều được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và giám sát chặt chẽ. Ban chỉ đạo của xã tổ chức toàn bộ các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể, cơ sở các thôn chia các mũi đi là rà soát, truy vết những người đã tiếp xúc trực tiếp với vợ chồng anh Minh, chủ động thường xuyên và liên tục là cắt cử một bộ phận trực chỉ đạo để làm sao rà soát tiếp các cái bước tiếp theo sau khi là truy vết các cái trường hợp F2. Để chủ động phòng chống dịch, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào cũng đã tổ chức 4 nhóm truy vết, thực hiện khai báo y tế, phun khử khuẩn, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại xã Xuân Dục. Liên quan đến thông tin một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Ninh có địa chỉ ở Mật Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, qua rà soát được biết đây là một nhân viên bảo vệ ở sân bay Vân Đồn, trong hơn một tháng nay không trở về địa phương nên không phải thực hiện truy vết.